Một trong những chiêu trò mới, tinh vi, xảo quyệt mà những người có quan điểm đối lập với Đảng, nhà nước ta đang sử dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là chia tách, cắt rời, đối lập chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận luận điểm này, tuyệt đối hóa quan điểm kia, làm nhiễu loạn hệ quan điểm lý luận trong tư tưởng của người. Qua đó, xuyên tạc bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, biến tư tưởng khoa học, cách mạng của người thành đặc sản tư tưởng dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, đối lập với thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Bằng cách này, họ đang cố tình gây ra sự méo mó, biến dạng tư tưởng của người để thực hiện mưu đồ thay máu cho hệ tư tưởng, loại bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng của Đảng ta ra khỏi đời sống tinh thần xã hội ta, dọn đường đón rước hệ tư tưởng tư sản và chủ nghĩa tư bản vào Việt Nam. Gần đây, một số người đã nhân danh môn đệ môn phái tư tưởng Hồ Chí Minh để xét lại hệ quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin. Họ xuất phát từ việc lọc bỏ rồi đi đến bác bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà người đã mất nhiều năm bôn ba, tìm kiếm, lựa chọn, truyền bá và được Đảng và nhân dân ta tiếp nhận, ra sức xây dựng, bảo vệ nên mới có được cơ ngơi, tiền đồ, uy tín và vị thế như ngày nay. Cần nhớ rằng, Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Đó là làm cách mạng vô sản, đi theo con đường của cách mạng tháng 10 Nga. Kết luận ấy đối với người không hề dễ dàng vì người đã phải bôn ba nhiều năm, qua nhiều nước, làm nhiều nghề để kiếm sống, để tìm kiếm, tiếp thu chọn lọc những giá trị tinh hoa của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng tiến bộ của phương Đông, phương Tây và nhân loại, truyền bá vào Việt Nam. Từ cách nhìn sai lệch ấy, họ đã xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ lấy một khía cạnh của mục tiêu là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân để tuyên bố đó là cốt lõi tư tưởng của người. Còn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gì khác, họ chỉ coi là phương tiện, là công cụ. Cũng từ đây, họ cho rằng có thể dùng, có thể không dùng, hoặc chỉ nên dùng chủ nghĩa tư bản vì nó đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn lịch sử, nó có lợi cho Việt Nam. Đây là luận điểm mù mờ, với lý lẽ hoàn toàn sai trái, đã xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự phi lý này không thể chấp nhận. Hãy nhìn vào bức tranh thế giới hiện nay, nhất là cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine đã và đang diễn ra hơn một năm qua cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì mọi người sẽ hiểu như thế nào là giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trong đó, phải vạch trần mưu đồ xuyên tạc, hạ thấp giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống.